Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Hùng Anh Chứng khoán Thực chiến. Ngày hôm nay thì có vẻ là đúng không ạ? Anh em ngày hôm nay là những ai mà cầm cổ phiếu, những ai cầm đúng cổ và đúng dòng là cứ phải Tại sao ạ? Tại sao lại thế? Tại vì khi mà mọi người đúng, mọi người phải nhớ rằng là tại sao mọi người đúng. Mọi người phải biết rằng là khi mà mọi người đúng, mọi người phải ăn mừng. Đấy. Mọi người phải ăn mừng thì lần sau mọi người sẽ nhớ những cái khoảnh khắc này. Để lần sau mọi người tiếp tục có những cái khi thị trường nó vào cái giai đoạn như thế, mọi người làm đúng như thế thì mọi người sẽ lại tiếp tục ăn mừng. Đó, đó là cái mà anh muốn chia sẻ đến với mọi người. Ngày hôm nay thị trường nó là một cái cây nến rất là đẹp. Nó đúng nhưng mà với cái dự đoán của anh ngày hôm qua là hôm sao ạ? Hôm qua khi thị trường nó có một cái cây nến giảm khoảng tầm 5 điểm với một cái vol không phải là quá lớn đúng không? Thì ông anh bảo rằng là đây mọi người nhìn này. Hôm qua ông anh có nói này. Đây. Ngày mai mọi người nhìn hôm qua nha, ngày mai một phiên thị trường khá là quan trọng. Vì để xác định được thị trường khỏe những cổ giảm hôm nay phải trả điểm. Đấy. Chỉ cần trả điểm. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Đấy. Và mọi người thấy không? Sáng ra thì nó như nào ạ? Và ngày hôm nay nó như nào? Ngày hôm nay tất cả các cổ phiếu của các dòng đều tăng tăng rất kinh khủng. Nó còn vượt cả sự kỳ vọng của ông anh là nó tăng gọi là nó tăng vượt cả sự kỳ vọng, không những nó trả điểm mà các anh lái còn cho thêm đối với cho những anh em nào xứng đáng, những anh em nào cầm được qua rung rũ, cầm được qua những cái cây nến này, cầm dám mua ở những cái cây nến này khi thị trường mở gác, dám mua ở những cái cây nến này khi mà thị trường nó rung lắc rất là mạnh. 6 phiên mọi người nhớ nhé, 6 phiên mà ba cây rút chân nó là một cái gọi là tra tấn tâm lý luôn mọi người ạ. Thật sự những người cầm cổ ấy, Hùng Anh cho rằng là rất xứng đáng. Anh chị nào cầm được cổ qua những cái biến động mà trong cái giai đoạn mà VN-Index 3 tuần từ ngày 18/8/11 đến ngày 1/12 cầm được cổ giai đoạn này và cầm đúng cổ rất xứng đáng được thành quả những cái cổ phiếu mà anh chị cầm có thể lên 20-25%. Rất xứng đáng. Và Hùng Anh hoàn toàn chúc mừng anh chị nào mà cầm đúng cổ phiếu, cầm đúng dòng và chịu được những cái áp lực của thị trường đè nén lên anh chị rất là lâu đúng không ạ? Và hôm nay là anh chị có quyền ăn mừng đúng không ạ? Đúng không? Vượt qua được rồi. Khi mọi thứ cây nến này, hôm qua ông anh đã bảo không? Với cái hôm trước ông anh đã bảo với cái cây nến này xác định dòng tiền nó ở đâu đây rồi. Dòng tiền nó không thoát ra khỏi thị trường rồi cả nhà. Và cái cây nến này ngày hôm nay nó báo hiệu cho ông anh cái gì ạ? Nó báo hiệu rằng sóng của cái thị trường này, sóng của giai đoạn này nó còn có thể sẽ cao hơn cả giai đoạn này, mọi người tin không ạ? Nó sẽ vượt qua cái vùng 1.280, 1.250. Hùng Anh tin chắc là như vậy. Tại sao? Cơ sở nào? Vì mọi người phải hiểu rằng thị trường tại cái thời điểm hiện tại đấy, khi mà các cái dòng cổ phiếu nó đã có một cái thời gian tích lũy ở đây này, nó tích lũy lâu hơn. Nó tích lũy cả ở đây mọi người nhớ rằng là từ tháng 1 đến từ tháng 12 đến tháng 3 là các cổ phiếu nó còn phải tích lũy nó, nhưng ở đây nó không cần thời gian tích lũy nhiều như vậy. Đấy. Và các cổ phiếu nó đang set up, nó đang vượt đỉnh dần. Mọi người nhìn VN-Index nó chỉ hôm nay nó là 1.126 đúng không? Mọi người nhìn thấy nhưng hầu hết các cổ phiếu mọi người nhìn xem PDR này, BSI này, dầu khí này, PVS này, đấy, vượt đỉnh này, PVD này, đấy. Hay là các cái dòng như CTD này, GMD này đang tiếp cận đỉnh kinh khủng khiếp mọi người ạ. Hay cả đến những cái con cổ phiếu nó gọi là nó những cái con cổ phiếu mà như dòng thép, hoa sen, này, Nam Kim, HPG cũng lọ mọ về đấy, đỉnh cũ mọi người thấy không ạ? Một cây nền tăng đấy, hôm qua ông nào bảo khối ngoại bán, ông nào hôm qua bảo khối ngoại bán vào đây. Đấy, khối ngoại bán này nó tăng làm một cái cây nến phủ nhận chưa? Đấy. Mọi người cứ nói rằng là khối ngoại đi. Khối Hùng Anh nói để mọi người hiểu rằng là khối ngoại tự doanh tạo lập. Khối ngoại tự doanh và tổ chức nó tất cả nó là tạo lập hết. Mọi người những khi mà những cái đấy mọi người không phân tích được thì mọi người đừng nên phân tích. Mọi người tập trung vào nến, tập trung vào hành động giá cổ phiếu xem nó có đúng không. Đấy. Hùng Anh tin chắc rằng hôm nay vẫn rất nhiều người bán được hàng ở cái cây này. Khi mà thị trường nó giảm, mọi người nhìn này, khi thị trường nó giảm xuống cái vùng 13 giờ 44 phút khi mà thị trường nó có bắt đầu nó có vôn vào, mọi người nhìn thấy không? Đây. Mình sẽ cho mọi người xem, nó hơi khó. Đấy, mọi người nhìn này nó bị giảm này.
khi mà giảm vốn vào này, đấy đấy, mọi người thấy không ạ? Chắc chắn sẽ có người mất hàng, chắc chắn với mọi người luôn, sẽ có người mất hàng đấy. Và bán xong không thể cover lại được, không thể cover được, kể cả ông nào có bán lên, ông nào ngày hôm nay nhìn thấy nến xanh bán lên thì vừa trên đường bán lên. Mọi người nhìn này, đóng cửa cao nhất phiên chưa, nó đóng cửa cao nhất phiên chưa cả nhà, kéo như này cơ mà. Mọi người khi mà mọi người đúng là mọi người nằm im, mọi người hiểu không ạ? Khi mọi người mua đúng cổ phiếu mọi người nằm im, đến khi nào thị trường tạo đỉnh thì lúc đó Hùng Anh sẽ bảo mọi người rút bớt ra dần, hạ margin, hoặc là nếu không đánh margin hạ từ từ tài khoản ra dần. Nó sẽ, mọi người hiểu, khi thị trường tạo đỉnh, tại sao Hùng Anh thoát được ở cái vùng này, tại sao Hùng Anh thoát được vùng này, tại sao Hùng Anh thoát được ở vùng này, à nó có dấu hiệu hết cả nhà. Cả nhà nhìn này, có dấu hiệu này, lực bán rất lớn này, cả nhà thấy không ạ? Lực bán rất lớn. Không bao giờ nó, tất cả mọi thứ ở trên trái đất này nó đều có gốc rễ của nó, mọi người hiểu không? Nó đều có nguyên nhân đấy, đều có nhân, đều có nguyên do và nhân quả đấy. Cho nên là mọi người, khi mà mọi người hiểu được cái vấn đề ấy, là mọi người hiểu rằng là khi ở đây này, đổi lại ở đây nhé, đây tiền lớn vào này, mọi người nhìn, tiền lớn vào này, tiền lớn vào đấy. Đấy. Và tiền lớn vào tiếp, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ba cây tiền lớn vào tiếp, thì trong cái thời gian này là gì, là dung đổi lái dung dũng đấy. Thật sự nó chỉ là đổi lái dung dũng để mà nhà đầu tư yếu tâm lý là sẽ phải thoát bớt cổ phiếu, thoát bớt hàng thôi đấy. Để nói rằng là ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay tích cực chưa, thì mọi người sẽ tự có cái câu trả lời cho mình, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào xem cái diễn biến của thị trường. Hồng Anh có nói này, mọi người nhìn nhé. Chào buổi sáng cả nhà. Chứng khoán Mỹ lình xình tại đỉnh cũ khi mà chứng khoán châu Âu hôm qua tăng điểm tích cực. BTC thì tăng khủng khiếp lên 44k, dầu đi ngang. Mọi người phải hiểu cái vấn đề là rằng là Bitcoin tăng 44k, nó có hai nguyên nhân làm sao để Bitcoin tăng. Đầu tiên đó là có thể có hai trường hợp nhé. Ông Anh sẽ nói cái trường hợp đó. Trường hợp đầu tiên đó là thế giới sợ, tức là cái dòng tiền thông minh họ sợ chứng khoán. Tại sao lại như thế? Tại vì là chứng khoán nó đã rất là cao rồi, cổ phiếu chứng khoán của từ châu Âu cho đến Mỹ các kiểu nó rất cao này. Tại sao Hồ Anh nói thế? Đấy. Thì mọi người nghiên cứu mọi người sẽ hiểu cái vấn đề. Thì dòng tiền họ sợ là có một cái đợt khủng, đợt gọi là đợt crash của thị trường chứng khoán nên họ chạy vào trong Bitcoin. Đấy. Mọi người ạ, còn trường hợp thứ hai là trường hợp nó lại tái diễn như cái năm 2020 khi mà nó giống như kiểu đại dịch ấy, mọi người hiểu không? Nhưng trường hợp này Hùng Anh đánh giá là thấp hơn. Tại sao? Tại vì trường hợp thứ hai này là khi mà nó sợ đã, tức là khi mà kinh tế nó bất ổn đấy. Mọi người không làm gì được ra tiền thì mọi người lại đổ tiền vào trong, gọi là trong các cái chứng khoán này, xong rồi bất động sản không bộ đổ tiền đúng không? Bây giờ đổ vào chứng khoán này, Bitcoin này, vàng này, đấy các kiểu, đúng không ạ? Đấy. Nhưng đối với thế giới, đối với Mỹ, mọi người nhìn nhé, tại sao anh nói cái trường hợp hai nó lại là nó không đúng, à nó có thể là nó không thể không phải, tại vì là trường hợp hai này là nó đã xảy ra sau khi Fed bơm tiền. Mọi người nhìn cái bảng cân đối kế toán của Fed ấy. Ông anh sẽ cho mọi người nhìn cái bảng cân đối kế toán của Fed. Cái bảng cân đối kế toán của Fed nó đang phình ra rất là nhanh và bây giờ nó thu hẹp dần thôi. Nhưng khi mà mọi người phải hiểu, khi mà bơm tiền quá ấy, quá đến một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ có một vụ nổ. Vụ nổ đó là gì thì chúng ta sẽ phải chờ xem thì chúng ta mới biết được. Đấy. Còn hiện tại thì chúng ta cứ vui đi đã, đúng không ạ? Khi mà giá Bitcoin tăng khủng khiếp, chứng khoán của chúng ta thì đang tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ vui đã. Rồi lúc nào nó xảy ra, nó gần xảy ra thì chúng ta mới tính. Còn bây giờ chúng ta mà bây giờ mà ông nào mà kiểu vĩ mô mà tốt quá, xong rồi ông ấy cứ lo là rồi sẽ xảy ra đổ vỡ, rồi xảy ra chứng khoán Mỹ tụt dốc này nọ kia, khi Fed giảm lãi suất hãy tính đến cái điều đó, khi Fed không tăng lãi suất mà giảm chúng ta hãy nghĩ đến điều đó. Vì sao? Vì mọi mọi người hãy nghiên cứu cái vấn đề đó, mọi người sẽ biết là những cái đợt Fed giảm lãi suất là thị trường chứng khoán cắm đầu. Tại sao ạ? Nó có lý do hết cả nhà. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi vào luôn nhận định của anh nhé. Này, đầu tư công chạy khá quá nhỉ, thì ông anh có bảo này, ai thích lấy sáng sáng nay nhé, ai thích lấy đầu tư công thì lại để ý LCGS. Về bản thân ad thì ad không thích dòng này đấy, ad muốn mua thủy sản, và thủy sản ông anh báo rất lâu rồi, báo rất lâu rồi. Báo từ ngày báo từ 30 tháng 11 cả nhà đấy. Hôm nay có thể gia tăng đấy, mọi người thấy không? Thì cuối cùng là sao ạ? Cuối cùng thì là
những cái con của đầu tư công ấy, con hút là còn là mạnh nhất. HHV các kiểu là nó bị tụt này, LCG cũng bị tụt, KFB bị tụt. Nhưng IDI thì sao ạ? Tăng trần, đó là cái mà ông anh muốn nói. ANV thì sao ạ? 3,7%. VHC thì sao ạ? Tăng trần, đó là cái mà ông anh muốn nói. Tại sao ông anh lại nhìn ra được ạ? Tiếp tục cả nhà nhé. DXS trần để ồ ria phát nào. Đấy, mọi người thấy không ạ? Mọi người nhìn này. Hôm qua này, để ý cả DXS nữa, mẫu hình khá đẹp, siết nền. Xem anh điểm pivot để vào không? DXS nó trần cả nhà. Và hôm nay nó là cổ phiếu thứ hai trần sau ASM trong 409 mã cổ phiếu trần. Mọi người có thấy không ạ? Quanh chọn cổ phiếu từ trước khi mà thành lập cái room này nhé, cái room cộng đồng cổ phiếu dẫn sóng 2023 2024. Quanh chọn được là EVG trần này, ELC trần này, đúng không ạ? À, trong cái giai đoạn khó khăn đấy, HQC cũng trần này. Đấy, hay là những cái giai đoạn à, hay là NHA này, hay là hiện đến bây giờ là cả DIS trần. Đấy, BCG nữa, BCG thì không mua được tại vì báo anh em nhiều, anh em không mua được. BCG cũng trần. Đấy, báo được rất nhiều cổ phiếu trần cả nhà. Thì ông anh có nói khi xác suất chọn cổ phiếu trần cao vào đều đặn thì nó không còn gọi là may mắn nữa. Đấy, nó là con mắt của ông anh, nó là một cái bộ lọc cổ phiếu cả nhà. Bộ lọc cổ phiếu lọc tối hôm trước và trong phiên ngày hôm đó, lọc tiếp. Đấy, khả năng cao không? Chứ còn để mà một lít cổ phiếu ấy, thì broker nào cũng báo được, đúng cả nhà. Một lít cổ phiếu trước giao dịch thì broker nào cũng báo được, nhưng vào trong đó thì nó lại còn sự thay đổi nữa. Đấy, ok. Đấy, thì ngoài có nói này, LC có mấy anh chị hỏi nó chỉ cổ tức nên phải đợi cân bằng á. Con LC này nha mọi người nhé, mọi người cứ bình tĩnh. Con LC này sẽ săn được nhưng chưa phải lúc, nó sẽ cần phải tích lũy lại. Nó sẽ cần phải tích lũy lại và chúng ta sẽ có điểm mua cho cổ phiếu LC này cả nhà nhá. Không đi đâu mà phải vội cả, cứ bình tĩnh. Ở đây tất cả những cổ phiếu đẹp, tất cả những cổ phiếu đang tạo nền nó ở trong đầu của anh rồi. Chỉ cần có thời điểm của anh sẽ báo tất cả mọi người. Đây, xong rồi ông anh có nói này, lúc mà 11 giờ từ từ thôi mấy anh lái, đừng đánh thốc quá, cứ nhẹ nhàng tình cảm là được rồi. Thì cuối cùng cuối phiên mọi người thấy nó đánh kinh khủng không ạ? Ui rồi ôi. Này, phiên này ông anh lúc mà tầm 11 giờ 25 ông anh có báo anh em vẫn còn mua tiếp. Phiên hôm nay thị trường dao động 1116 1123 vôn thấp là cơ hội cực tốt để cả nhà tiểu có trong hoa cơ cấu tài khoản để mà cho một nhịp tăng mới. Nếu mà nó VNX nó lình xình ở đây mọi người thấy không ạ? Đấy, xong rồi ông anh bảo trong room của anh này gia tăng đủ các thể loại anh em ạ, nói chung là đủ hết các thể loại. Và thật sự anh em trong room ấy bây giờ nó kiểu anh em full hàng rồi, giờ chỉ có cơ cấu cổ thì anh em inbox cho ông anh thôi, chứ còn thật sự là full hàng hết rồi anh em ạ. Đấy, ông anh nói này, thôi hôm nay không gáy cả nhà. Đợt trước gáy sớm quá mấy anh đấm cho veo mồm, đợt thị trường nó chưa tích lũy xong cả nhà. Đấy, xong rồi ui mày, ui giời ơi mấy anh lái ơi, mấy anh lái kéo này thì hỏng hết hàng họ. Gãy chát hết, à vỡ vỡ chát hết cả nhà, kinh khủng. Đánh hôm nay đánh sợ thật, đánh cổ phiếu hôm nay thị trường mọi người nhìn nhé. Thị trường ngày hôm nay chỉ tăng có 10 điểm nhưng cổ phiếu tăng kinh khủng khiếp mọi người nhìn này. Dầu khí, thủy sản, đầu tư công nào, thép cuối phiên cũng tăng, thép đỏ cuối phiên tăng này, bất động sản cũng rồi tím 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 này. Đấy. Nào hôm nay bất động sản công nghiệp không tăng nhiều, mỗi ITA tăng thôi. Nào là xong rồi đấy, tăng hết cả nhà, nói chung là tất tần tật tuốt tuần tuột đúng không, tăng hết, không có con nào không tăng cả. Đấy, MWG các ông cứ bảo là ấy đi, đấy nó bò lên đây này, giờ cổ nó đánh nó cứ bò lên đấy đấy các ông ạ. Đấy, nói chung là bây giờ nó vào trend rồi thì con nào cũng tăng thôi, quan trọng là mọi người chọn được cái con nào nó tăng nhiều. Đấy, nó là cổ dẫn dắt của dòng, nó là cổ phiếu dẫn dắt của dòng dẫn dắt thì mọi người ăn được nhiều. Nó do may mắn nữa anh em, thật sự đấy, nó do, cũng do may mắn đấy, chứ không phải là chọn được cổ đấy đâu. Cổ đấy là nó có thiên thời địa lợi nhân hòa, lái kéo này nó kia đủ hết các thứ anh em ạ. Khó đấy, nó giống như đợt sập vừa rồi ông nào bắt được VGS và FTS này ăn 60-70% trong vòng có mười mấy ngày ấy. Đấy, nó là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy anh em ạ. Đấy, ELC kiểu này nói chung tăng hết anh em ạ. Ui xong rồi, tăng hết. Đấy, thì anh em bảo thế này là thị trường nó có gãy không? Thị trường nó có chết không anh em? Chết làm sao được đúng không ạ? Ai gom hàng ở đây anh em? Ai gom hàng ở đây ạ? Là lái chứ là ai anh em? Đấy. Tiền nó vào rồi nó đánh, nó rung rũ để nó rũ anh em ra khỏi vị thế tất, nó gom tiếp tạo cái nền và rồi nó sẽ đánh lên. Và ngoanh
anh em nhìn này, anh em nhìn cái thanh khoản này. Anh em so sánh cái thanh khoản của cái tháng 12 này nhá, so với thanh khoản của đợt sóng đi lên này, anh em nhìn này, khác nhau chưa? Đấy, thanh khoản trung bình của nó nhá là 537 triệu thì thanh khoản trung bình đây là 784 triệu. Tức là nó tăng bao nhiêu phần trăm ạ? Tăng 30%. Tăng gần tăng gần 40% năm 420, đúng rồi. 85 triệu với cả bao nhiêu? 85 triệu với 65 triệu đi. Đấy, tăng gần 40%, kinh khủng anh em. Thì anh em biết là cái sóng này nó sẽ như nào, nó ối giời ơi như nào. Ngoài nghĩ rằng nó khá to đấy. Mọi người nhá, tất cả đây điểm mua đẹp nó nằm hết ở trong này. Và cái cây nến ngày hôm nay nói thật là như thế luôn. Đấy, còn những cái từ cái cây nến sau trở đi mọi người lại phải ném đá, lại phải đi từ từ đi giải ngân từng phần vốn một, hoặc ai muốn cơ cấu cổ phiếu lại phải giải ngân từng phần, chứ không thể nào mà giải ngân kiểu ồ ạt này nó kia được. Thị trường đánh luôn là như vậy anh em ạ. Nó đánh cho chúng ta cảm giác từ cảm giác sợ hãi này, xong rồi đúng không, run rẩy sợ hãi, xong rồi háo hức hồi hộp hưng phấn, xong lại run rẩy sợ hãi, xong rồi là nó là một cái chuỗi lặp anh em ạ. Cho nên là anh em phải bỏ được cái tâm lý giao dịch, phải bỏ qua cái tâm lý giao dịch thì anh em mới thành công được. Chỉ có như thế thôi anh em, chứ khó, chứ hơi bị khó. Nói thế thôi chứ nhiều lúc anh cũng FOMO thấy bà luôn. Cả nhà, nói chung cũng khó đấy, không dễ đâu. Cũng là anh cũng là nhà đầu tư bám bản, cũng là gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng nhiều lúc cũng FOMO anh em ạ. Nói chung là mình có kế hoạch đấy mà mình vẫn còn FOMO ấy, thì những anh em chị đầu tư mới, anh chị đầu tư mới thì cũng khó, thật sự là khó, đúng không? Cho nên là nếu mà ai cần cái người dẫn đường chuẩn, ai ngoài kia đang bơ vơ mà chưa có người dẫn đường chuẩn, thì hãy liên hệ với số điện thoại của Hùng Anh 0949359998 hoặc chuyển ID về với Hùng Anh để chúng ta tiếp tục cái con sóng này. Con sóng này Hùng Anh được cần 80% tài khoản. Con sóng này Hùng Anh được cần 80% tài khoản. Đấy. Và con sóng này sẽ tiếp tục tăng nắp tiếp anh em ạ. Sẽ tiếp tục tăng nắp tiếp. Anh em cứ về với Hùng Anh. Và Hùng Anh có thể không đảm bảo anh em kiếm được nhiều tiền, nhưng anh em sẽ không bao giờ anh em chết ở trên thị trường này. Không bao giờ anh em lỗ ở trên thị trường này. Cứ không lỗ đã rồi sẽ tính tiếp, đúng không ạ? Mới đầu những ai chưa hiểu thì nghĩ rằng là không lỗ là cái gì đó nó kiếm được tiền trên thị trường này rất dễ. Nhưng không phải đâu ạ. Kiếm được tiền trên thị trường này dễ, nhưng giữ được tiền và không để lỗ lại nó mới là khó. Đấy. Nên là không lỗ là cái điều rất khó anh chị em nhé. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đi xem một số các cái dòng nhận xét nốt kéo đây. Cuối cùng các bạn khoe lãi tùm lum tà la này thôi. Đấy, muốn anh bảo đấy đúng không cả nhà này đấy, bảo còn nhận xét đấy. Ngày mai là phiên quan trọng này, xác định là thị trường khỏe thì nó cần phải thế này đấy. Đấy, nói chung ok cả nhà, nói chung ok. Hôm nay hơi tiếc chút vì chỉ có hai mã trần, hôm nay Hùng Anh chỉ được hai mã trần và Dget và IDI, suýt nữa được bốn mã đấy cả nhà, suýt nữa thôi, suýt nữa thì được nhưng thôi. Nói chung là tiếc thì tiếc nhiều đúng không em, quan trọng là chúng ta hài lòng với những gì chúng ta có đúng không. Chúng ta mà tiếc quá là chúng ta lại trở thành FOMO đấy. Nói chung cái gì quá không tốt, vừa thôi đúng không. Ok, thì mai chúng ta sẽ đi. Thật sự ngày hôm nay để mà nói về các cái cổ phiếu ở trong thị trường ấy, nó thật sự nó không có gì để nói cả. À, có anh chị hỏi anh Hùng Anh cầm banh ấy, thì thật sự là giai đoạn này không nên cầm. Ai mà gồm lỗ thì được hòa vốn bán, chuyển cơ cấu sang dòng khác. Cả nhà banh vẫn ổn đúng không? Banh ấy thì Hùng Anh đánh giá luôn là có MB banh này, có VB banh này, hôm nay vừa xem chat xong. Và con AIB đấy, mấy con này là đẹp nhất rồi. Còn những cái con STB cũng được, nói chung STB cũng đẹp. À, VIB thôi. Đấy, ACB cũng được nhưng mà hơi lỏng. Banh thì nó chứng khoán thì sao? Đối với chứng khoán cả nhà nhớ nhá, những cái mô hình spinning top ở trên này mọi người đừng sợ, vì nếu lái họ đánh vào những ông nào đọc sách nhiều quá. Những cái mô hình này ví dụ như nến spinning top ở đây nó là xấu đúng không? Anh em đọc sách anh em xấu, nhưng ở trong bối cảnh nào thì chưa? Ví dụ thị trường nó ở vùng này đúng không ạ? Hoặc là nó ở trên vùng này thì nó mới là xấu. Anh em hiểu không? Chứ còn đang ở vùng dưới này thì xấu cái gì? Nó là như thế, anh em hiểu không ạ? SSI kiểu ông nào hỏi đấy, ông nào hỏi kiểu nến này có xấu này, nó nghĩa bảo xấu cái gì, nó đang ở cái vùng này chưa xấu, vô nó còn chưa bung anh em nhá. SSI ok,
những cái con cổ phiếu này ngày mai anh em canh lấy được, cứ lấy cho ông anh. Nhưng mà ông nào có vị thế thì nói chung là lấy là phải bây giờ lấy cái tầm cổ phiếu tầm cao, ví dụ như VCI này, SSI này, đấy, những cái con cổ phiếu như này, hay là SHS, anh em bây giờ anh em lấy là anh em phải lấy ném đá dò đường nhé, chứ anh em đừng có kiểu all in nhé. Hùng Anh không chơi kiểu all in anh em nhá. HCM, CTS cũng được này, đấy, CTS này, BSI, anh em thấy nó đẹp không? Đấy, thị trường không không giảm luôn. Đấy, VIX em nay nó còn tăng này. Úi trời ơi. Đấy, anh cả nhà nhìn này, con VIX này nó giống cái giai đoạn này này. Đấy, mọi người nhìn này, nó giống không ạ? Nó đi ngang này, đấy, xong nó bắt đầu bứt này, nó bứt này, đấy, nó bứt này. Đấy, nó bứt này. Đấy, nó giai đoạn nó kiểu đấy đấy cả nhà. Đấy, nó đang kiểu đấy, nó cứ đi ngang, nó bứt 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 này, xong nó lên, nó lại tạo đỉnh ở đây này. Nó lên, nó lại tạo đỉnh ngay vùng này này. Xong lại bứt thẳng. Lúc đấy nó mới có thể, lúc ấy chúng ta mới xem xét, chúng ta bán, cả nhà hiểu không? Bây giờ vẫn mua được, nhưng rủi ro đấy nhá. Nhưng mà mọi người phải canh được bảng, và mọi người phải có cái tỷ lệ giải ngân vốn nó hợp lý thì mọi người mới mua được những cổ phiếu vùng cao này, vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu siêu đầu cơ cả nhà nhé. Ok, VDS các kiểu ok đúng không? BVS các kiểu ok này. IVS, SBS đẹp cũng được. BMS ok đấy, spinning top hết. Chứ sao đâu, không sao hết anh em nhá. Đấy, thép phủng hay là thép HPG này. Đấy. Ok không anh em? Ok không? Rồi, làm cây phủ nhận luôn. Hoa sen đấy, chạm đỉnh cũ bật lên. Đấy, mọi người nhìn cái mẫu hình này, nó đánh hay đánh kiểu này. Khi thị trường tăng mọi người nhá, chạm chẳng cũ bị bán về xong lại bò lên dần lên. Đấy, cái dấu hiệu bò dần lên là mọi người nhìn, cái dấu hiệu bò dần lên là dấu hiệu muốn quay trở lại đỉnh cũ của cổ phiếu nhá, mọi người đừng sợ nhá. Đây này, mọi người nhìn thấy nó bò dần lên không, hay như đa ba cô các kiểu này. Bây giờ thị trường nó hay đánh bò dần lên, mọi người nhìn thấy nó bò dần lên đỉnh không? Đấy, và những cái thường là những cái này nhá, nó sẽ có một cây nổ, và những người mà tham gia cây nổ ấy là dễ là khả năng cắt lỗ cao, là xong rồi sẽ về nền, mọi người hiểu không ạ? Nó chỉnh vài cây luôn đấy, cho nên là mọi người cẩn thận nhá. Đấy, kiểu kiểu đánh là sẽ bò dần lên đấy. Đấy, hay là cảng biển HAH vốt này, hôm nay ông anh cũng để ý nhưng mà mấy con này thôi anh em ạ, mẫu hình nó xấu. Hay là phân bón, xem là phân bón DGC này, đấy, bò dần lên này, đấy, nó sẽ bò lên, mai nó lại tăng tiếp rồi đây. Đấy, CSV này hôm qua tăng này giữ này, DPM DCM ok nhá, lọc mẫu hình hơi lọc nhưng mà mua cũng được. Nói chung là những con này cần sẽ cần thêm thời gian, có thể về đỉnh cũ ấy. Thép bất động sản công nghiệp sợi DTD lại tăng anh em ạ. Đấy, chọn cổ nó phải thế đúng không anh em, ngày nào cũng tăng. GVR lại bò dần lên đỉnh cũ, anh em nhìn này, nó cứ bò dần lên đấy, nó cứ như thế đấy anh em ạ. Thì anh em xem chắc anh em ấy, lại bò dần lên, những cái con này có thể nó sẽ chỉnh về đây, lại là cơ hội của anh em nhé, lại không thể chỉnh, có thể không chỉnh không quá sâu, nó là cơ hội của anh em ấy. Đấy, gate này, đấy, bò dần lên anh em thấy không? Khi mà chúng ta xem qua, chúng ta hiểu thị trường đang muốn nói gì, các cổ phiếu nó đang muốn nói gì với chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ hình dung được thị trường như nào. IDC bò dần lên đỉnh cũ, nó tất cả nó đều như thế anh em ạ. Thì anh em nhìn nó có một cái form rồi ấy. Đấy, NTL thậm chí nó không còn chỉnh, nó cứ le ve trên trên vùng cao, nó chả thèm lấp gáp luôn, chán luôn đúng không anh em? EVG này anh em, hôm nay của anh trong phiên của em có báo anh em trong nhóm nhé. Ai thích thì lấy, nhưng cổ phiếu penny thôi nên là lấy vừa thôi. Đấy, nó bứt thoát khỏi cái đường pivot này, anh em nhìn thấy nó đẹp chưa? Đấy, khả năng nó về đây anh em nhé, khả năng về đây nhé, khả năng về 7.88, khả năng về đây nếu nó tốt. Đấy, nói chung là tầm này. Đấy, anh em để ý nhé, CRM này có một pha tăng rất là đi vào lòng người đúng không anh em, chạm MA200 luôn này. Đấy, cũng được, nhưng mà còn lái con này cơ bản giờ nó chưa tốt, nhưng mà mẫu hình của nó cũng không phải là quá đẹp, nhưng mà ngoài anh cũng không bảo anh em mua, ngoài anh cũng nhìn ra nó chứ, nhưng không bảo anh em mua. CAG cũng bò dần lên cũng ok, con này nhìn còn đẹp hơn CRM. TDC hôm qua nổ hôm nay giữ này. Đấy, DRH các kiểu này, SCR, Novaland này, Novaland thì chưa tăng đâu anh ạ, nó sẽ làm cái hình hộp đây chờ phát hành, ngoài nghĩ là như vậy. Nam Long rồi, đèn nó phủ nhận hết đấy, anh em nhìn nến nó phủ nhận chưa, anh em cứ sợ tây bán ngoại bán đi đấy, anh em cứ sợ tây bán tây lông nó bán đi, tạo lập hết anh em ạ, anh em nhìn nến thôi đấy, anh em nhìn đấy chưa. HTN kiểu này hôm nay khách hỏi ông anh cũng bảo anh em lấy HTN, chung lấy nhiều lắm anh em ạ,
lấy nhiều lắm anh em ạ. Anh em cứ về làm khách hàng của anh ấy không thiếu cổ để mà mua đâu, thật sự là như vậy. Quan trọng là anh em thiếu tiền thôi, anh em chỉ có thiếu tiền thôi anh em ạ. Đấy. Mọi người chỉ có thiếu tiền thôi. Đích này, đích nhá, đối với mẫu hình cổ phiếu đích như này nó sẽ lại bò dần lên đỉnh cũ. Hoặc đánh cái kiểu này dễ lắm, đánh cái kiểu dễ bò lên. Nhưng mà Hùng Anh muốn là nó tích lũy thêm thì đẹp hơn. Nhưng thôi, nó đánh kiểu này là xác định là bò lên rồi đấy, mèo đánh phá chát rồi. Xác định nó sẽ bò lên này, xong rồi nó sẽ đi ngang vùng này cũng rồi. Vượt đỉnh hết anh em. Vượt đỉnh hết. Nó cứ là ôi giời ơi luôn anh em ơi. Sell đất đạt phương các kiểu ok la hết này. Hả? Ui hả đâu. Anh không để ý con này anh em ạ. Ui giời. Con này là nhé, lúc mà vượt cái vùng này, vượt cái vùng 28.5 này là phải bảo anh em vào lấy. Không để ý thật, nhiều cổ của anh em hỏi nhiều quá. Trong phiên anh em hỏi rất nhiều luôn, thật sự là đấy, mình cũng rồi em Hùng Anh cũng 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 ấy cũng nói chung là nhiều cổ quá không theo kịp anh em ạ. Đạt Phương các kiểu Đạt Phương nhìn không đẹp bằng Hà Đô, màu chat nó giống như ngay đây, chat nó giống như đất xanh này đấy, bò bò dần lên đỉnh cũ anh em thấy không, xem chat đều thế đẹp không anh em. Đấy, cổ phiếu ông anh chọn nó phải úi giờ ơi như thế đúng không ạ? Trời ơi, con này nó giống con nào anh em? Nó giống con nào ạ? Anh em nhìn chat nó giống con nào? Nó giống con này, thấy giống không? Nhưng mà nói về độ phiêu ấy, đấy ghét phiêu hơn anh em nhá. Đấy, CKG kiểu này, anh em nhìn những con này, thấy con này, những con này thì ông anh không khuyến nghị đâu, nó dạng cổ phiếu bó cung. Đấy, hết rồi đúng không nhỉ? Thủy sản. Thủy sản VHC sổ nổi ANV bung nóc đúng không anh em, ngày hôm nay là điểm lấy của thủy sản rất đẹp. Và ANV này anh em nhìn này, đấy, nó vượt cái vùng này đấy, anh em thấy không ạ, nó vượt cái vùng 31.2 này, anh em lao vào đấy bắt buộc phải lấy. Tại sao ạ? Tại vì nó anh em nhìn cái cây nến cao nhất của này là 31.35 đấy, nó vượt qua cây này anh em phải vào đấy, nếu không anh em phải mua giá đỏ đấy. Đấy, anh em mấy anh em ở trong room là mấy cái này là mấy anh em ở trong room là mua hết anh em ạ. Không bắt VHC, ANV, ID nhiều lắm. Chúng tôi nhiều ANV, ID, SM không có nhé. SM không bắt. Chúng yêu lên hết anh em. Rồi lên hết. Lên hết anh em ạ. Đấy, Dabaco, Baf. Đấy. Những cái con cổ phiếu này để ý nhá, có thể nổ đấy. Dabaco các kiểu nó tiếp tục nó lên như này. Baf đây này, lại rút chân này. HAG, ui kinh khủng. Anh Thụy, từ hồi anh Thụy và anh Đức bắt tay nhau là cổ phiếu nó cứ gọi là đúng không anh em? Siêu cổ đúng không? Đây, sợ thật. Kinh khủng khiếp. Được. Ok. Đấy, nó rất là nhiều cổ nhá. Thì nói chung anh em cứ chuyển. Ai mà đang bơ vơ ngoài kia cứ liên hệ của anh 094 935 998 hoặc là chuyển ID về về Hùng Anh. Mọi người Hùng Anh sẽ giúp anh em kiếm được tiền trên cái trong cái sóng này, nhưng phải sớm anh em ạ, phải sớm lên chứ tầm cái tầm bây giờ mà anh em nhìn này, cái tầm bây giờ mà muộn nhá. Cái tầm bây giờ mà muộn mà để VN-Index nó lên cái vùng này nhá, anh em nhá. Là ôi giời ơi không để mua đâu anh em ạ, lúc đấy là chỉ có đánh T cộng, mà lúc đấy thì thật sự là đánh T cộng rất khó đấy anh em nhá, chỉ có những kiểu dạng tay chuyên dân chuyên mới đánh được T cộng anh em ạ, ở trên vùng này nhá. Đấy, cho nên ok thì video hôm nay của anh đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhá trong những video tiếp theo.